Chiều nay, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc dạy học trên truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12. Dự kiến chương trình dạy học trên kênh TTV Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa sẽ bắt đầu phát sóng vào ngày 20 tháng 4 năm 2020. Cụ thể, đối với học sinh lớp 9, trung học cơ sở sẽ tổ chức dạy học 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Đối với học sinh lớp 12, các trường trung học phổ thông sẽ tổ chức dạy 9 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh. Đối với học sinh lớp 12, các cơ sở theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông sẽ tổ chức dạy 7 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. Nội dung dạy học thực hiện theo hướng dẫn giảm tải chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, từ khi bắt đầu có dịch COVID-19, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã tăng cường thời lượng, tập trung tuyên truyền đậm nét cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên cả hai sóng phát thanh và truyền hình cùng các nền tảng phát sóng khác của đài. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện và phát sóng 13 tiểu phẩm sân khấu phục vụ công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Đăng Quyền ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động phối hợp giữa Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa và Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa trong chuẩn bị dạy học trên truyền hình. Đây là giải pháp khả thi, là phương thức bồi dưỡng kiến thức và duy trì việc học tập cho học sinh, nhất là học sinh cuối cấp, phù hợp với bối cảnh chung và hướng tới công tác dạy học trực tuyến một cách chuyên nghiệp sau này. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và Việt Nam, để đảm bảo cho học sinh, Thanh Hóa sẽ phải cân nhắc tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, làm thế nào để học sinh nghỉ học nhưng vẫn đảm bảo kiến thức, chương trình học là trăn trở của lãnh đạo tỉnh và ngành giáo dục trong thời gian qua. Việc dạy học qua truyền hình là một trong những biện pháp nhằm tiếp tục truyền tải kiến thức cho học sinh, nhất là học sinh các lớp cuối cấp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thiết kế chương trình dạy học qua truyền hình theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, phù hợp với mặt bằng chung của học sinh trên toàn tỉnh. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm quản lý, đánh giá và giải đáp các thắc mắc của học sinh nhằm phát huy hiệu quả của việc dạy và học trên truyền hình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu đài tiếp tục bám sát chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và diễn biến của dịch, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch. Đồng chí lưu ý, ngoài việc biểu dương những kết quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đài cần phản ánh, phê phán những tập thể cá nhân chưa thực hiện tốt, có tư tưởng chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.